Ok, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Trận đấu có đại diện của Việt Nam, tay vợt cầu lông đơn nữ Việt Nam Vũ Thị Trang đối đầu với tay vợt đến từ Mỹ. Vâng, vậy là điểm số đầu tiên dành cho tay vợt của chúng ta, 1-0. Vũ Thị Trang mặc áo vàng ở phía xa màn hình, còn tay vợt đến từ Mỹ thì ở gần màn hình của chúng ta nhé. Pha đập cầu dọc biên ra ngoài sân của tay vợt đến từ Mỹ. Điểm 2-0 cho Vũ Thị Trang. Mỹ rõ ràng là một quốc gia không phát triển về cầu lông. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Vũ Thị Trang có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Ép cầu rất hay của Vũ Thị Trang. 3 điểm số rồi, 3-0. Ok, live stream được 360 là ổn rồi anh ơi. Đập cầu rất tốt từ tay vợt Việt Nam. 4-0. Rất xuất sắc. Rõ ràng Vũ Thị Trang đang thể hiện được ưu thế vượt trội của mình so với đối thủ trong những điểm số đầu tiên. Lại là một pha cầu ngoài của tay vợt đến từ Mỹ. Có vẻ đây là một trận đấu khá nhẹ nhàng của đại diện Việt Nam rồi. Chênh lệch đẳng cấp đang được thể hiện. Vâng, điểm số đầu tiên cho tay vợt đến từ Mỹ sau pha cầu hỏng của Vũ Thị Trang. Điểm 1-5. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Vũ Thị Trang đi nào. Mọi người hãy comment Vũ Thị Trang cố lên được không? Đập tốt quá nhỉ. Rất dẻo và uyển chuyển. Rất đáng tiếc lại là một pha kê cầu không qua lưới của Vũ Thị Trang. Ok, Nguyễn Sơn Hải Đăng hôm qua thua và loại mất rồi nhá. Đến trận thứ hai, Hải Đăng gặp một vận động viên của Đài Loan. Vận động viên đó đập cầu rất kinh khủng. Hải Đăng không chịu được. Rõ ràng về thể hình thì tay vợt của Việt Nam chúng ta không kém cạnh gì đối thủ cả. Tay vợt của chúng ta còn cao hơn nữa cơ. Thế nên chúng ta không bị mất lợi thế về thể hình trong trận đấu này. Còn nhưng mà tay vợt bên Mỹ di chuyển cũng rất là nhanh nhẹn như kiểu Okuhara vậy. Vâng, trận đấu đơn nữ rất hay. Vũ Thị Trang điều cầu rất tốt, vẫn còn. Cầu ngoài sân. Có vẻ tay vợt đến từ Mỹ cũng khá thấm mệt rồi. Điểm 6-2 cho đại diện Việt Nam. Chúng ta hãy comment cổ vũ Vũ Thị Trang đi nào. Cầu ngoài sân một chút. 3-6 cho Mỹ. Cầu góc rất hay, chiến thắng rồi. Ôi, vẫn còn, rất nỗ lực. Tuy nhiên Vũ Thị Trang đã có thể dễ dàng giành điểm trong tình huống tiếp theo. Bảy ba. Cầu trong sân. Vâng, tình huống phát cầu tay vợt đến từ Mỹ tiếp tục bỏ cầu, nhưng đây là một pha phát cầu tốt của Vũ Thị Trang. Rất hay tay vợt của chúng ta. Hay quá, chém cầu hay chưa kìa. Đánh cầu rất tốc độ và rất chính xác. Hay quá nhờ. Rất đáng tiếc cho pha dứt điểm chém cầu cuối cùng của Vũ Thị Trang, cầu lại không qua lưới ạ. Ok, mọi người có thể comment cho Hùng biết chất lượng mạng nào không ạ? Nếu chất lượng mạng ok, mọi người có thể comment 1. Nếu chất lượng mạng kém, mọi người comment 2 để Hùng được biết không ạ?
để tí nữa sau trận đấu này thì mình sẽ chuyển máy để live stream trận Tuấn Đức Hồng Nam nữa. Và một pha cầu may mắn của Vũ Thị Trang, cầu lật lưới. Ok, em cảm ơn Hiên Con rất nhiều. Một có nghĩa là mạng ok, hai là mạng không ok. Cảm ơn anh Tuấn Blue. Ba là gì thế anh Quỷ Đỏ ơi? Rất tỉnh táo. Trọng tài của chúng ta bắt cầu trong sân trong tình huống đó. Nhưng theo quan sát từ phía xa của Hùng thì phạt cầu đó là phạt cầu ngoài sân. Đập cầu rất tốt từ Vũ Thị Trang, rất xuất sắc. Hình như là 15 rồi. Một pha vặn sườn đập cầu rất nỗ lực của tay vợt đến từ Mỹ, tuy nhiên cầu đi ra ngoài. 11-5 cho Việt Nam. Trận đấu tiếp tục. Hello Vũ Thị Trang nhá. Vũ Thị Trang vào của cổ vũ cho Vũ Thị Trang đi. Nhiều người rất tốt. Và trận lưới rất hay của Vũ Thị Trang. 12-5 rồi. Rõ ràng là Vũ Thị Trang có ưu thế vượt trội hơn đối thủ của mình. Cấp của Vũ Thị Trang vẫn được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Quốc Học không đánh giải này nên Quốc Học là vận động viên phong trào. Đây là giải đấu chuyên nghiệp. Alo. Vâng, có vấn đề gì không? Bóng tập với gì ạ? Bóng tập với bắp chân à? Thế thì chắc là em lên đơn, em chọn là người nhận trả, có nghĩa là em bị nhầm ấy. Thì có... Vâng, anh gửi tiền rồi thì có gì em chuyển lại cho 50.000, vấn đề thì em chuyển lại được nó. Anh cho em số tài khoản, anh nhắn tin cho em, có gì em chuyển lại cho. Không có vấn đề gì đâu anh, có sự nhầm lẫn thì em trả tiền cho anh, em ăn quỵt anh đâu mà khó khăn thế. Thế thì anh nói khó thì em bảo anh cho em số tài khoản, em chuyển tiền lại anh xong mà. Thì bây giờ em bảo anh là em muốn nhầm lẫn, em nhầm lẫn thì em được cái gì ạ? Em nhầm lẫn em mất cái này cái kia, cho em nhầm lẫn em mất cái gì ạ? Em sai thì em chịu trách nhiệm của em. Ok, em sai thì em chuyển tiền lại cho anh chứ có vấn đề gì đâu. Có phải là em không ấy đâu. Trong đó là
Không, đây là em, bây giờ em bảo em bị nhầm lẫn nên em chuyển tiền lại cho anh. Và còn anh thấy không thoải mái trong lần sau vì cái vấn đề mà em bị nhầm thấy thì anh có thể không mua hàng nữa. Nhưng mà còn thoải mái. Wing double, match number 11, in Shanghai, Sam Yuji, Chinese Taipei, versus Daniel Martin, Dintao, Yolina, Mawa, Indonesia. Umpire, Ayas Alamin, Bangladesh, service judge, Cung Thủy Lan, Việt Nam. Sân số 3, nội dung đôi nam nữ, trận số 11. Đi Shanghai, Sam Yuji, Trung Hoa, Đài Bắc đối với Daniel Martin, Nita Violina, Magua, Indonesia. Trọng tài chính, Ayas Alamin, Bangladesh. Trọng tài giao cầu, Cung Quý Lan, Việt Nam. Điểm số đang là 17-8 cho Vũ Thị Trang rồi. Chúng ta đang dẫn trước 9 điểm rồi. Cảm giác nữ di chuyển nhanh thật đấy. Dướn người rất tốt. Rất tỉnh táo. 18-8. Quả đến ngoài bác ạ. Cầu ngoài sân 9-18. Dạo này Giang nó đi đâu em cũng không gặp bao giờ luôn. Một pha cầu may mắn của tay vợt đến từ Mỹ. Pha cầu lật lưới. Sợ thế nhỉ, đập gắt thế. Nghỉ ngơi giữa set đi thôi. Nghỉ xong rồi. Điểm số 11, điểm số 19-11 cho đại diện của Việt Nam, Vũ Thị Trang trong set đấu thứ nhất. Rồi một pha chém cầu vào lưới của tay vợt đến từ Mỹ. 20-11, có vẻ tay vợt đến từ Mỹ đã thấm mệt rồi. Rõ ràng Mỹ là quốc gia có nền cầu lông không thực sự phát triển. Bởi vậy mà Vũ Thị Trang dễ dàng chiến thắng trong trận đấu này thì cũng là một điều hoàn toàn bình thường. Chém cầu rất hay từ Vũ Thị Trang nhưng vẫn chưa thể kết liễu được đối thủ. Phong lao rất khó chịu nhưng đáng tiếc cầu ngoài sân mất rồi Vũ Thị Trang ơi. Điểm 12-20. Vâng, một điểm số nữa thôi, đại diện của Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất. Ok, set đấu thứ nhất đã kết thúc ạ. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang bình luận trận đấu của đôi Nhật với đôi Hồng Kông. Set đấu thứ 3, điểm số cuối cùng rồi. Vừa mới quay được 2 phút đã hết trận bố rồi. Nhật
thấy hay quá nhỉ. Nếu như là giống với tay vợt quay vừa được 2 phút đã hết rồi. Vâng, ở trận đấu này thì rõ ràng là Vũ Thị Trang của chúng ta cửa trên. Chúng ta áp đảo đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Một pha cầu may mắn cho tay vợt đến từ Mỹ. Điểm 1-0. Vũ Thị Trang trên 90% là thắng rồi. Rõ ràng là bên mình cửa trên mà. Đánh cầu rất sắc. Một pha bắt cầu rất nhanh của tay vợt đến từ Mỹ. Điểm 2-0. Ok, chúng ta tiếp tục cổ vũ cho đại diện của Việt Nam nhé, để cho Vũ Thị Trang có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này luôn ạ. Match number 5, Kim Hyo-mi, Korea versus Moto Hayashi, Japan. Umpire Nguyễn Công Hương. Okay, cảm ơn Nam Bảo Nhật rất nhiều nhá. Thế là hôm nay Nam Bảo Nhật phải chia sẻ với anh hơn chục lần rồi đấy. Cảm ơn em nhiều. Trận đấu số 5, Kim Hyo-mi, Hàn Quốc đấu với Moto Hayashi, Nhật Bản. Trọng tài chính Nguyễn Công Hương, Việt Nam. Trọng tài giao cầu Saiful Bakri, Indonesia. Để không cập nhật tỷ số trận này nhỉ. Ok, Hùng vừa quay sang máy thứ hai của Hùng để Hùng xóa bớt video đi để cho nó đỡ nặng máy để quay thêm video cho mọi người. Điểm số rút ngắn xuống còn 3-5 cho đại diện Việt Nam nha mọi người. 3-5. Rất tốt, một pha đập cầu thẳng vào người. 4-5 rồi.
Đây chúng ta tiếp tục cùng cổ vũ cho Vũ Thị Trang để Vũ Thị Trang có thể dễ dàng giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này và có thể nghỉ ngơi sớm nào để chuẩn bị tiếp cho những trận đấu tiếp theo. Đẩy cầu rất hay, một pha cầu hơi vội vàng của Lê Vật đến từ Mỹ. Điểm 5 đều cho chúng ta rồi. Mỹ phát cầu. Có vẻ trong set đấu thứ hai này thì tay vợt đến từ Mỹ đã có những pha cầu rất hay. Và hiện tại thì cô đang dẫn trước Vũ Thị Trang với điểm số 75. Ngược lại phía sân bên cạnh này đang là cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trận đấu vừa mới bắt đầu. Điểm số đầu tiên. Đây chào anh. Điểm số đầu tiên cho Hàn Quốc. Tám năm rồi. Đây vừa đến từ Mỹ đang dẫn trước đại diện của chúng ta với khoảng cách 3 điểm. Một pha đập cầu ra ngoài của Vũ Thị Trang. Khoảng cách đã là 4 điểm rồi ạ. Điểm 9-5. Cầu ngoài sân. Đuổi điểm cho tay vợt của chúng ta. 6-9. Xem mấy em Nhật Bản còn thấy mấy em chân ngắn thôi. Nhưng mà đánh cầu rõ hay. Ok anh Hiếu Trung Trần, xét trước Vũ Thị Trang thắng đậm, chục quả cơ. Nhưng xét này đang bị dẫn trước với điểm số 96. Tuy nhiên em vẫn tin rằng Vũ Thị Trang sẽ có thể thắng trong xét đấu này. Mọi người hãy tiếp tục cùng hùng cổ vũ cho đại diện của Việt Nam nào. Vợ của anh Tiến Minh. Anh Tiến Minh hôm qua cũng đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc. Kéo lưới. Kê cầu rất lắc, may mắn sao cầu không qua lưới. Trong tình huống đấy mà cầu qua lưới thì có thể Vũ Thị Trang sẽ mất điểm. Điểm 79 cho tay vợt Vũ Thị Trang. Ở đây nhà thi đấu Tây Hồ nha Hưng Nguyễn nha. Nếu có thời gian sắp xếp ra xem nè. Pha cầu của Vũ Thị Trang rất uy lực. Rõ ràng với thân hình khá nhỏ gọn nhưng Vũ Thị Trang lại có những pha đập cầu rất mạnh. Đập cầu rất tốt, dướn người quá tốt luôn. 8-9 cho Việt Nam rồi. Ok, một con số rất đẹp, 333 người xem. Cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp mình chia sẻ live stream để nhiều người cùng được thưởng thức hơn nào. Và chúng ta hãy tiếp tục cổ vũ cho Vũ Thị Trang nào, hãy comment Vũ Thị Trang cố lên nào để Vũ Thị Trang có thể giành chiến thắng trong set đấu thứ hai này. Vẫn còn, rất hay, vẫn còn kìa. Rất xuất sắc. Chín đều rồi. Em không biết Vũ Thị Trang cao bao nhiêu anh ơi. Lên Google gõ cái ra luôn. Chắc cao khoảng 1m62. Đoán thế, nhìn tầm tầm đấy. Cổ tay rất dẻo. Tay vợt của chúng ta. Chém hay thế nhỉ. Vẫn lườn người được. Rất may mắn. Đó là một pha cầu cực hiểm của tay vợt đến từ Mỹ, tuy nhiên cầu không qua lưới. Vâng, lần đầu tiên tay vợt của chúng ta vươn lên dẫn trước trong set đấu thứ hai này. Điểm 19 cho Vũ Thị Trang. Vâng, rõ ràng là sự cổ vũ của mọi người đã có tác động ít nhiều. Chúng ta tiếp tục cổ vũ cho Vũ Thị Trang nào.
Mọi người thả tim đây, comment đi nào. 19. Liên tục là những tình huống ép góc của Vũ Thị Trang. Và sau đó là một pha kê cầu không thể cản phá. 11-9 cho đại diện của Việt Nam. Xem một mình thắng đậm nhá chị Lê My ơi. Trận hai này có vẻ vất vả hơn. Nhưng đại loại là Việt Nam đánh với Mỹ thì mình vẫn tốt hơn mà. Nền cầu lông của Việt Nam vẫn tốt hơn là của Mỹ. Ok, Vũ Thị Trang xếp hạng thứ bao nhiêu? Vũ Thị Trang đang comment lên bài viết của anh đây. Em đang xếp hạng thứ bao nhiêu? Không có xếp hạng hả? Có một con bé cũng tên Vũ Thị Trang à? Vũ Thị Trang không có trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới nha. Ý Hùng là Vũ Thị Trang đang comment trong live stream của Hùng nha. Em đang quay. Quay lại trận Nhật. Anh là ở đâu? Anh là ở đâu đấy? Anh trưởng anh từ tỉnh lên. À, hồi lúc anh comment đấy à? Bao nhiêu rồi đấy? 11-9. Một pha chém cầu rất ý đồ, tuy nhiên đó là một pha cầu khó, một kỹ thuật rất khó. Vũ Thị Trang đã không chém cầu qua lưới trong tình huống vừa rồi. Điểm rút ngắn xuống còn 10-11 cho tay vợt đến từ Mỹ. Vâng, rất may mắn. Cầu không qua lưới. Dưới bên này trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang diễn ra rất là hay. Hùng đang dùng máy điện thoại để Hùng quay lại rồi. Cơ bản tiện ở gần đây thì bật cho anh. Với cả mình cũng không biết được là nó sẽ hay hay không hay. Phải xem mấy đường cầu mới biết được. Hai vận động viên rất dẻo. Cầu ngoài sân, cầu trong sân, trong hay ngoài đây? Đúng rồi, phải cố xét 2 là đỡ phải đánh xét 3. Đánh xét 3 tốn sức lắm. Cố luôn xét 2. Đó là tay vợt từ Mỹ di chuyển cũng rất là nhanh. Ép góc rất hay của Vũ Thị Trang. Nhưng vẫn chưa thể kết thúc ạ. Ép góc tiếp, ép góc phải vẫn chưa ăn thua. Thủ rất chắc tay. Xem cầu nữ, đơn nữ thích hơn đơn nam mọi người. Đơn nữ nó dai hơn. Rất đáng tiếc trong pha cầu vừa rồi Vũ Thị Trang lại đánh cầu ra ngoài sân. Ok, chúng ta tiếp tục cổ vũ cho Vũ Thị Trang nào. Vũ Thị Trang cố lên nào, mọi người cùng comment đi. Mọi người cùng comment thể hiện sự đoàn kết nào. Và nếu mọi người thấy trận đấu này hay, hãy giúp mình chia sẻ live stream để nhiều người được thưởng thức hơn. Rất cố gắng. Hay rồi. 14-12 cho Vũ Thị Trang. Ép góc tầm thấp rất hay khiến đối thủ đánh cầu không qua lưới. Vũ Thị Trang sinh năm 92 à, chứng tỏ cũng có tuổi đấy. Già hơn cả Hùng.
Làm sao so thế được anh? Cầu ngoài sân. Vâng, có vẻ tay vợt đến từ My đã thấm mệt rồi nhưng pha xử lý của cô không còn chính xác nữa. Và đây là cơ hội cho tay vợt của chúng ta vươn lên mạnh mẽ. Điểm bao nhiêu rồi đây? 16-13 rồi. 17-13 rồi. Tay vợt bên kia đang buông rồi. Mệt rồi. Phía bên này là một pha đập cầu rất tốt của tay vợt đến từ Hàn Quốc. 17-13, Vũ Thị Trang phát cầu. Chín hai nói 26 hay 27 đều được mà anh, có vấn đề gì đâu. Tùy cách tính tuổi của mỗi người có một cách nói theo cách nghĩ riêng. 18-12 rồi. 19-12 rồi, rất dễ dàng cho những điểm số cuối cùng. Tay vợt đến từ My đã thấm mệt, thực sự quá mệt rồi. Mọi người đừng nói Vũ Thị Trang yếu, Vũ Thị Trang rất khỏe ạ. Không đủ thể lực, tay vợt đến từ Mỹ không đủ thể lực trong trận đấu này. Kiểu gì cũng lại tự hỏng tiếp, cứ đánh đều đều tay là họ tự hỏng. Vâng, một lỡ lực phi thường của tay vợt đến từ Mỹ, một pha đập cầu chéo sân rất hiểm hóc. Điểm số rút ngắn xuống còn 13-20. Tuy nhiên cơ hội là không còn cho tay vợt đến từ Mỹ và Vũ Thị Trang chắc chắn giành chiến thắng trong trận đấu này và trong trận đấu này rồi. Điểm số cuối cùng của trận đấu. Vâng, tay vợt Mỹ vẫn rất kiên cường. Thôi cố gắng qua rằm vậy. Chắc cô ấy đang nghĩ thế. Thôi thì cố gắng qua rằm Việt Nam. 14-20. 15-20 đến rằm rồi. Vâng, gương mặt rất nghiêm nghị, tỏ ra rất quyết tâm của tay vợt Mỹ. Vũ Thị Trang cần tập trung để kết thúc trận đấu luôn trong điểm số này nào. Rồi, ăn rồi. Rất tốt, cầu trong sân. Đây là đại diện Việt Nam đã dễ dàng khuất phục đối thủ đến từ Mỹ trong hai set đấu với khoảng cách khá cách biệt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live stream của Hùng. Bây giờ chúng ta quay xem trận Nhật Bản gặp Hàn Quốc nhá. Xem nốt trận này đi. Trận này căng hơn này. Điểm 11-13, Hàn Quốc phát cầu. Phía gần màn hình của chúng ta đây là tay vợt đến từ Nhật Bản. Và phía xa màn hình là tay vợt đến từ Hàn Quốc nha mọi người. Hùng vừa bị nhầm một xíu. Thủ cầu rất tốt ạ. Hai tay vợt đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc theo Hùng đánh giá thể lực và thể hình đều rất là tốt. Tay vợt Nhật Bản cũng nhìn giống như Okuhara vậy. Rất tiếc Hùng vừa khen cái thì cô lại đánh cầu ra ngoài. Ok, sau loạt đôi nữ, đơn nữ này thì sẽ đánh đôi nam nha mọi người. Sau loạt này còn lâu, ta phải đánh một vài trận nữa. Tay vợt Hàn Quốc chuẩn bị phát cầu. Điểm 14-11. Korea phát cầu. Chấm cầu rất siết. Một pha tạt cầu dọc biên rất tốc độ và hiểm hóc. 11-12-14 cho Nhật Bản. Đôi nam nữ nay đánh nhiều lắm rồi chị Lê My ơi. Nay em quay nhiều cực nhiều rồi. Đập cầu thẳng vào người nhưng vẫn chưa thể ghi điểm. Tiếp tục là một pha đập cầu, tuy nhiên trong tình huống này Nhật Bản đến từ Hàn Quốc lại cập đập cầu vào lưới mất rồi.
và khoảng cách chỉ còn là một điểm thôi, 13-14 cho Nhật Bản. Còn chân ngắn luôn mà. Di chuyển rất nhanh. Cầu ngoài sân đó là một tình huống cầu rất tỉnh táo của đội tuyển Hàn Quốc. 15-13. Sau trận đấu này thì ông sẽ kết thúc live stream và quay trở về nạp năng lượng để buổi tối. Còn live stream là anh em trận đấu hay nhất tại nội dung đôi nam giải đấu năm nay. Trận đấu giữ của những tay vợt đã từng có tên tuổi trên màn cầu lông đôi nam thế giới. Đó là Ju Jeon Seo, đó là Kim Sa Lam, đó là Tang Bong Hyeong. Ok, vậy là đại diện Việt Nam đã vào sân rồi mọi người ơi, mọi người hãy quay trở lại với live stream Hùng đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ nào, hãy chia sẻ live stream này với nội dung đó là đôi nam Việt Nam. Đại diện của Việt Nam đã vào sân rồi. Thi đấu với Đỗ Vương Đức, Phạm Hồng Nam Việt Nam, trọng tài chính Khắc, đôi của Ju Jeon Seo, cái tay vợt mà số 1 thế giới gần 2 năm đánh với Lee Jong Dae, với Kim Sa Rang, nói chung toàn tay vợt nổi tiếng, toàn đã từng nhất nhì thế giới. Nhưng mà người ta kiểu người ta nghỉ thi đấu rồi ấy, hoặc là người ta đổi cặp đôi ấy, bây giờ lại không còn xếp hạng ấy. Có nghĩa là bây giờ người ta sẽ lại đánh từ mức thấp lên mức cao. Có nghĩa là ta đổi đôi khác rồi. Thì Kento cũng phải đánh ở đây để lấy tích điểm. Vâng, đấy thì năm nay thì mấy tay vợt kia cũng thế. Kiểu ngày xưa là Ju Jeon Seo, ngày xưa là cặp với Lee Jong Dae các bạn. Nhưng mà Lee Jong Dae giải nghệ rồi thì bây giờ lại phải cặp với người khác đánh lại xếp hạng từ đầu. Từ tay vợt không có xếp hạng lên. Vâng, các vận động viên đang dạo cầu nhá. Mọi người giúp Hùng chia sẻ nào. Cặp đôi đến từ Việt Nam, Tuấn Đức Hồng Nam đối đầu với cặp đôi đến từ Indonesia. Tuấn Đức Hồng Nam mặc áo đỏ và cặp đôi Indonesia mặc bộ quần áo tím. Đường tay vợt đến từ phía Indonesia đang đứng gần Tuấn Đức kia. Rõ ràng là anh ta cao hơn Tuấn Đức cả một cái đầu luôn. Và anh ta mà ra cầu thì ông nghĩ là không thể đỡ được đâu. Vâng, bắt lưới rất hay. Nhìn đã hoa cả mắt rồi. Ok, anh đang áo trắng cánh tay màu xanh dương đây. Qua bên này ngồi với anh đi. Ok, chúng ta sắp đến với trận đấu của đại diện cầu lông Việt Nam, cặp đôi mạnh nhất Việt Nam, Tuấn Đức và Hồng Nam. Đối đầu với cặp đôi đến từ Indonesia. Cặp đôi đến từ Indonesia, theo Hồng quan sát thì họ có thể hình rất là tốt. Nhìn hai thanh niên này thì Hồng nghĩ rằng khéo hai thanh niên này đập cầu như bom. Thùy Linh chưa đánh nhá mọi người, Thùy Linh chưa đánh đơn nữ nhá. Ok, chúng ta lại tiếp tục cổ vũ cho Việt Nam nào. Hello Linh Chi, Thùy Linh chưa đánh nhá. Ok, vậy là trận đấu có đại diện của Việt Nam, tay cặp đôi số 1 của Việt Nam, Tuấn Đức Hồng Nam sắp diễn ra, chỉ còn vài giây nữa thôi ạ. Phía gần màn hình của chúng ta là cặp đôi đến từ Indonesia. Phía xa màn hình đó là đại diện của Việt Nam, Tuấn Đức Hồng Nam. Hồng Nam phát cầu,
không đều. Một không, điểm số đầu tiên dành cho Indonesia. Trong tình huống vừa rồi theo Hùng nghĩ thì nếu né cầu, kéo cầu ngoài ra ngoài sân. Bắn lưới rất nhanh và chính xác của Tuấn Đức. Với những pha vỗ tay, những màn vỗ tay cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả. Điểm một đều. Cầu ngoài sân, một pha thủ cầu cảm giác không tốt của Hồng Nam. 2-1. Cầu ngoài sân. Hai đều cho đại diện của Việt Nam. Cảm ơn Nam Bảo Nhật nha, nghe câu này quen quen, chia sẻ thật đúng đây. Ok, Khắc Hưng, Vũ Thị Trang dễ dàng giành chiến thắng trong hai set đấu nha. Một pha phát cầu như Kenvin vậy đã đánh lừa Tuấn Đức trong tình huống vừa rồi. Độc cầu rất tốt của Tuấn Đức, đó là một pha độc cầu xẻ nách. Điểm 3-4. Tuấn Đức lại là một pha bật rất cao, được cầu rất mạnh của tay vợt số 1 Việt Nam. Cả ở nội dung đơn lẫn nội dung đôi nam nữ. Nhầm, cả nội dung đôi nam lẫn nội dung đôi nam nữ. Tuấn Đức rất xuất sắc. Tí nữa thì lật lưới. Điểm 5-4. Thủ cầu rất tốt, cơ hội ăn điểm. Hồng Nam chêm lưới hơi yếu. Pha thủ cầu rất hay nhưng vẫn còn. Pha xử lý cầu khá khéo léo của Tuấn Đức. Rồi một pha vặn trường đập cầu rất hay. Khá xuất sắc cho tay vợt Tuấn Đức của chúng ta. Thực sự là Hùng rất hâm mộ tay vợt Tuấn Đức. 5-5. Một pha cài cầu xa tầm tay. Tuấn Đức không thể với cầu trong tình huống vừa rồi. 6-5. Comment Việt Nam cố lên nào. Comment Việt Nam cố lên nào. Cổ vũ cho Việt Nam đi. Theo Hùng quan sát thì đó là một tình huống cầu ngoài sân, tuy nhiên Hồng Nam vẫn cố với cầu. 7-5 cho Indonesia, khoảng cách vẫn an toàn, cũng chưa đến nỗi phải lo lắng cho lắm. Rồi một pha cầu hai nhịp khá hay của Tuấn Đức. Trong tình huống vừa rồi nếu Tuấn Đức hất cầu lên thì có lẽ đã bị tay vợt Indo bắt bài rồi. Sáu bảy cho đại diện Việt Nam. Tuấn Đức phát cầu, cơ hội tấn công. Hồng Nam đánh cầu lỗi quá, công không đủ lực mà đánh cầu thì khá lỗi. Rất hay, đó là Tuấn Đức rất xuất sắc. Có nhiều lúc Hùng nghĩ rằng nếu mà Việt Nam có hai Tuấn Đức thì có lẽ là cũng có số má một chút đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Lại lỗi rồi, lỗi nhiều quá. Năm nào cũng như năm nào. Thực sự là năm nào cũng như năm nào. Ok, anh Đặng Hữu Cường một câu nói rất hay. Quá nể Tuấn Đức. Rồi, một pha cầu tốt của đại diện chúng ta.
Nếu Hùng không nhầm thì là điểm 15-16. Tại vị trí của Hùng thì không thể xem được bảng điểm. Tuy nhiên thì cũng cố gắng nghe trọng tài đọc điểm. 15-16. Và phản cầu rất chủ động của Tú Đức nhưng cầu đi ra ngoài. Nhầm rồi. Không phải 15-16 mà là 9-11. Có Tuấn Đức là đánh hay, Hồng Nam đánh hơi lỗi. Hồng Nam đánh ở Việt Nam thì số má thật. Nhưng mà ra thế giới thì không chịu được. Ok, anh Nguyễn Huy Trọng nhà thi đấu Tây Hồ nha anh ơi. Vị trí là đường Nguyễn Chí Công. Kỳ lưới hay thế nhỉ. Rất tốt, đó là cặp đôi Indo. Hồng Nam đập cầu không thực sự cắm. Và bay lưới rất hay của Tuấn Đức. Điểm hình như là 10-11 rồi mọi người ạ. Bên phía Indo đứt vợt rồi. Vâng, một tình huống đổi vợt khá hay. Rất đáng tiếc và xử lý cầu lỗi tiếp theo của Hồng Nam. Rất xứng đáng cho cặp đôi đến từ Indo. Một tình huống đổi vợt rất nhanh và tốc độ. Có cần em cắt? Vâng, chắc vận động viên này sợ sập vợt, đang kiếm kéo cắt dây. Đâu hỏi cho tài xem có kéo không còn cắt dây. Một pha phạt cầu lỗi của đại diện Indonesia, rất may mắn cho chúng ta. Tuấn Đức thủ cầu hay thế nhỉ. Mình rất thích Tuấn Đức. Lúc thì rất mỏng nhẹ và lúc thì rất mạnh mẽ. Hay quá. Hải đang hôm qua dụng rồi nha mọi người.